Cùng với bà, quý vị quan khách, cùng quý vị bạn bè nam nữ thanh niên của đời bạn trẻ Hoài Tú cũng như là thành công trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, như vậy là với một quãng đường không xa nhưng mà cũng không gần, đoạn đón dâu của gia đình họ nhà trai chúng ta đã cùng với chú rể Thanh Tùng xuất phát từ lúc 1:05 và bây giờ cũng đã là 1 tiếng đồng hồ rồi. Đoạn đón dâu của gia đình họ nhà trai chúng ta đã đưa cô dâu Hoàn Tú về đến hôn trường cưới của gia đình họ nhà trai. Vâng, như vậy là với một quãng đường 1 km thôi nhưng mà đoàn đón dâu của gia đình hai bên chúng ta đi với tốc độ rất là nhanh, đó là 1 tiếng đồng hồ mới đi được 1 km. Vâng, như vậy là hai bên gia đình cùng với chú rể và cô dâu đã trở về đến hôn trường cưới. Và một lần nữa thì ban tổ chức chúng tôi xin mời quý phụ huynh ông bà, quý vị quan khách cùng quý vị bạn bè là các thành viên của hai bạn trẻ, chúng ta hãy ổn định chỗ ngồi và cùng mời nước mời trò liên hoan bánh kẹo để chúc mừng cho đời bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và một lần nữa thì ban tổ chức chúng tôi xin nhắc hơn một phần phục vụ của gia đình con nhà trai chúng ta, hãy nhanh chân nhẹ bước, xót nước mời trà, quý phụ gia đình chúng ta hãy mời chầu mời nước liên hoan bánh kẹo để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, như vậy là lời đầu tiên thì ban tổ chức tôi nhớ lời gia đình hoàng nhà trai, xin mời quý sư quý ông và chúng ta hãy mời chầu mời nước liên hoan bánh kẹo để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Nếu là
lại vòng ba đứng gần anh còn son. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Vâng, như vậy là với một tình yêu tình nguyện, với một tình yêu trọn vẹn của mình thì Thanh Tùng đã dành cho vợ Thanh Tùng cũng như Hoài Tú trong mọi miền tổ quốc đã trở về đây dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Và một lần nữa thì một tràng pháo tay của quý vị lên nổ một tràng pháo tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ đi ạ. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe một vị đại diện bốn bác trưởng phái đoàn của gia đình họ nhà gái đã phát biểu ý kiến chào dâu. Và xin được trân trọng kính mời một vị đại diện bốn bác trưởng phái đoàn của gia đình họ nhà trai lên nhận dâu và cũng như là chúc mừng hạnh phúc và gia đình hai bên ạ.
thường các cụ, ông bà, cô thì các bác, ai họ cũng bên. Cùng tất cả bạn bè thanh niên nam nữ cũng sai. Hôm nay gia đình, hai gia đình về đây dự buổi lễ thành hôn của hai cháu. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn tới các cụ, tôi các bà cùng toàn thể gia đình và bạn bè của các cháu đã bớt chút cái thời gian về với gia đình nhà chúng tôi dự buổi lễ thành hôn, dự buổi lễ thành hôn của các cháu. Xin tôi xin cảm ơn. Qua quá trình tìm hiểu của các cháu, của hai cháu được sự đồng ý của hai gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai gia đình, hai dòng họ tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Giờ phút này cháu Hoài chính thức là dâu, là con ông bà cháu Hoài, cháu Tùng là rể, là con ông bà Thiết Long và là họ là gái chúng ta. Kính mời các cụ, các ông, các bà xơi chầu, mời chầu uống nước mừng hạnh phúc cho các cháu. Hôm nay tôi xin cảm ơn tất cả những gia đình hai họ bốn bên nhà mình đã về đây và tham dự cuộc vui này. Một lần nữa tôi xin cảm ơn chân thành nhất, tôi xin cảm ơn và xin hết chúc mừng. Vâng, thân là gia đình xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của bác trưởng phái đoàn của gia đình họ nhà trai. Vâng, kính thưa vị khách quý, đúng thật là hôm nay họ gái vui mười, họ trai vui lại gấp đôi mươi tổng thuận, cùng trao dâu và nhận rể. Và bây giờ thì thay mặt toàn niềm hạnh phúc của hai bên gia đình, và mới bỏ qua vài lời trước đó thì gia đình họ nhà gái cũng muốn nhắn nhủ tới gia đình bạn trai cũng như các cụ công các bà và toàn thể gia đình bạn trai, đó là trong phần tắc từ của gia đình họ nhà trai, đó là cảm ơn quý khách rời xa, đó là vẫn chúc đến nhà mình vui, mời quý khách ăn chầu uống nước đến với đây dự buổi tân hôn. Và ơn này tay nắm chặt tay, ơn này hai họ sẽ một ngày bao tên, đó là những lời căn dặn, những lời chúc mừng hạnh phúc của hai vị đại diện trưởng phái đoàn của hai bên gia đình. Và bây giờ thì các cụ công các bà cũng sẽ chờ đợi cô dâu và chú rể vào trong nhà làm lễ tiếp báo của đường. Và sau đây thì ban tổ chức chúng tôi xin được chuyển sang chương trình bài đi. Như vậy là xin mời quý vị sẽ thưởng thức ca khúc đầu tiên Tình đẹp mùa trôm trôm do chú Tiến sẽ trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kính thưa quan bên hai họ, như vậy là kể cả tuổi của tôi bây giờ cũng đã xế chiều rồi, nhưng hôm nay là rất vui mừng, là phấn khởi là hôm nay tổ chức cưới của cháu. Cho nên là hôm nay kiểu gì cũng phải hát, mà hát có hay hay không hay nhưng mà mình cứ phải hát. Vậy thì mình trước tiên là xin mời toàn bộ hai họ như chúng ta là nhiệt tình ủng hộ vỗ tay chúng tôi để cho tôi lấy hơi. Sau đây xin gửi hai ca khúc. Ca khúc thứ nhất là Tình đẹp mùa trôm trôm và ca khúc thứ hai Sapa nơi cả
Xin mời chị lên trước sân khấu để tặng cho huy chương cưới. Vâng, để tiếp theo chương trình văn nghệ, thì xin hát tặng hồn hương của bài Đường Về Hai Thôn ạ. Xin mời bác Nam nào hát, Nam, giọng Nam lên hát chúng ta với em ạ. Anh Đại lên đi. Vâng, như vậy là một đại diện của gia đình là gái đâu ạ. À, như vậy là vâng, xin mời mời bác Đại. Vâng, một chào bác Đại. Dương Đại và Dương Thanh Hậu. Luật bỏ đi dần như chỉ trách ngay. Thế trách ngay thì tao đi dần và tao mà làm. Từ không được xét tặng cho ngay nó bỏ đi 3 giờ. Cơ mặt tao ở đây lên chỉ không được. Đố ai vui nhất nhất hôm nay? Đố ai mà đỏ đỏ như hoa? Đố ai lại ngứ lân la tới gần? Mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau.
biết mô cho tròn vượt trong vượt qua thời câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi vầng trăng non mơ màng theo tôi đi chân trần cây đến thì chỗ hoa chuyến đò đầy lời bên em mà dòng đến tuyến em lấy chồng làm ấy Hey!
rượu hồng tượng trưng cho những giọt máu nóng và những giọt máu hồng đang chảy cùng chung nhịp đập của hai bạn. Và cũng đó cũng là một ý nghĩa của tình yêu, đó là hai bạn sẽ cùng nhau trong tay sẽ cùng nhau xây đắp lâu đài hạnh phúc và được lâu dài. Và quý vị ơi, quý vị hãy nổi những tràng vỗ tay đi ạ. Bộ phận camera nhiếp ảnh của hai bên gia đình hãy chứng kiến và ghi lại những khoảnh khắc của đôi cô dâu và chú rể ngày hôm nay đi ạ. Vâng, bây giờ là những giọt rượu của chai đầu tiên đang được rót ra. Và tiếp theo quý vị đã sẽ được chứng kiến chú rể và cô dâu tay trong tay sẽ rót chai rượu thứ hai. Và xin mời chú rể hãy lắc chai rượu lên và bật lên ạ. Và quý vị hãy nổi những tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Và chú rể cùng với cô dâu sẽ tay trong tay rót lên những giọt rượu trên tháp ly. Đó là tượng trưng cho hạnh phúc và tình yêu và những dòng máu đang chảy trong tim của hai bạn trẻ. Và xin mời hai bạn trẻ hãy rót chai rượu thứ hai và bớt lại một phần rượu để rót ra 6 chiếc ly ở trên bàn của ban tổ chức chúng tôi. Và bộ phận camera nhiếp ảnh của hai bên gia đình cứ tiếp tục quay lại những khoảnh khắc đi ạ. Vâng, như vậy là vừa rồi đôi bạn trẻ đã cùng tay trong tay rót lên những ly rượu. Rót lên những ly rượu trên tháp ly. Và sau đây xin mời chú rể cũng như là cô dâu sẽ tay trong tay cùng. Vâng, xin mời hai bác vị đại diện của hai trưởng phái đoàn lên trước sân khấu của gia đình chúng tôi ạ. Vâng, xin mời hai bác trưởng phái đoàn của gia đình họ nhà trai và họ nhà gái cùng lên sân khấu để dự những chén ly rượu để chúc mừng trăm năm hạnh phúc của hai cháu. Vâng, như vậy là sau đây ban tổ chức chúng tôi xin mời hai vị đại diện trưởng phái đoàn của hai bên gia đình chúng ta hãy lên trước sân khấu để cùng chứng kiến cũng như là đón nhận những ly rượu của hai bạn trẻ. Và sau đây thì hai bạn trẻ chúng ta hãy chuyển sang phía chiếc bánh gato. Vâng, xin mời hai bạn trẻ hãy chuyển sang phía chiếc bánh gato. Và xin mời hai vị đại diện trưởng phái đoàn của hai bên gia đình chúng ta hãy lên trước sân khấu để chuẩn bị đón nhận những ly rượu của đôi bạn trẻ sẽ kính chúc các quý vị thân sinh ra cũng như là đại diện của hai bên gia đình. Và sau đây đó là phần lễ cắt bánh, đó là những chiếc bánh ngọt mang biểu tượng cho tình yêu của đôi bạn trẻ, đó là những vị ngọt của tình yêu. Và sau đây xin mời hai bạn trẻ hãy cùng chung tay thắp lên những chiếc nến cũng như là pháo sáng của chiếc bánh ngọt đi ạ. Vâng, xin mời cô dâu hãy cùng với cả chú rể thắp lên những vâng, quý vị ơi, quý vị hãy nổi những tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Và cùng chào đón những chiếc nến của chiếc bánh đang được thắp lên. Đó là những tia hy vọng nhất trong tình yêu của đôi bạn trẻ đã được thắp lên trong buổi chiều ngày hôm nay. Và xin mời hai bạn hãy cùng tay chung tay cùng nhau cắt chiếc bánh đầu tiên. Và quý vị ơi, quý vị hãy nổi những tràng vỗ tay để là chào đón cô dâu và chú rể cắt chiếc bánh đầu tiên. Đó là ý nghĩa của chiếc bánh tình yêu của đôi bạn trẻ đã bắt đầu từ đây. Và sau đây là chiếc bánh thứ hai, là sự giúp đỡ của hai bên gia đình cũng như là bạn bè nam nữ thành viên của đôi bạn trẻ đã tác hợp thành viên của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và chiếc bánh thứ ba đó là biểu tượng cho sự trưởng thành và hạnh phúc của đôi bạn trẻ, đó là đỉnh cao của hạnh phúc. Và quý vị hãy nổi những tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Và xin mời hai bạn trẻ hãy cùng tay trong tay với những chiếc thìa để cùng trao nhau những niềm hạnh phúc nhất và niềm ngọt ngào nhất của tình yêu. Và xin mời hai bạn trẻ vâng, Bài Tú cũng như là Thanh Tùng. Vâng, như vậy là với kiểu này thì hai bạn trẻ sẽ phải cùng khoác tay nhau và cho nhau những phần bánh của mình để dành tặng cho
cùng tay vành tay vào. Và quý vị ơi, quý vị hãy nổ những tràng pháo tay để chào đón. Vâng, như vậy là những chiếc bánh rất là ngọt ngào của đôi bạn trẻ đã được trao cho nhau nhân ngày vui ngày hôm nay. Và xin mời hai bạn trẻ hãy ra phía bên ngoài, phía bên này. Và cùng hai bạn trẻ sẽ cùng nâng những ly rượu để mời hai vị đại diện trưởng phái đoàn của hai bên gia đình. Đó là vị đại diện trưởng phái đoàn của gia đình nhà trai cũng như là gia đình của nhà gái và bố mẹ thân sinh ra chú rể Thanh Tùng. Và sau đây quý vị hãy nổ những tràng pháo tay và hai bên gia đình cùng với vợ đầu của chú rể sẽ lên chúc mừng hạnh phúc và cảm ơn quý vị quan khách, các bạn bè nam nữ thanh niên của hai bạn trẻ đã trở về đây dự lễ thành hôn của đôi bạn trẻ trong ngày vui ngày hôm nay. Và xin mời những ly rượu đã được hai bạn trẻ mời quý vị đại quý vị hai bên gia đình xa hãy nâng ly và uống hết để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ đi ạ. Uống hết đi ạ. Hai ba. Dạ vâng, như vậy là vừa rồi ạ. Còn những ly rượu đã được hai bạn trẻ mời đến hai bên gia đình cũng như là cha mẹ thân sinh. Và bây giờ là cô dâu chưa dùng hết thì chỉ để tự phải dùng hết thôi. Ban tổ chức chúng tôi không nhắc nhiều. Vâng, chú rể đâu ạ, cố lên. Xin mời hai vị đại diện trưởng phái đoàn của hai bên gia đình và bố mẹ trở về phía dưới. Quan trọng nhất của cuộc đời và sự trưởng thành trong cuộc sống. Và quý vị hãy nổ những tràng pháo tay đi ạ. Những tràng pháo tay thật lớn và thật dài đi ạ. Để chứng kiến cho cô dâu và chú rể. Xin mời chú rể hãy trao chiếc nhẫn cho cô dâu. Và quý vị đang được chứng kiến chú rể Thanh Tùng trao chiếc nhẫn cưới đánh dấu một dấu mốc quan trọng nhất của cuộc đời, đó là đôi ta hôm nay đã chính thức thuộc về nhau. Và bây giờ đã chú rể Thanh Tùng đã chứng tỏ rằng cho mọi người cô dâu hoài cố chính là đã có chủ nhân, đó là chú rể Thanh Tùng. Và sau đây thì xin mời cô dâu hoài cố sẽ trao chiếc nhẫn cho chú rể Thanh Tùng. Và quý vị hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nhé. Vâng, vừa rồi các cụ công các bà và toàn thể quý vị đã được chứng kiến cô dâu và chú rể